Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì đã một thời gian khá là lâu rồi mình không có quay lại cái series này nha các bạn. Tại vì mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn. Ok, thì ở đây trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi tiến hành chế tạo mấy cái ba lô trước đã. Đầu tiên mình sẽ đi lấy da trước nè. Đó. Chúng ta sẽ đi qua bên đây, chúng ta sẽ tạo những cái ba lô bự luôn. Và mình sẽ cần có chỉ các bạn ơi. Cần da với chỉ. Chỉ thì mấy đợt trước mình có giết quái đó, giết nhện đó nên có rất là nhiều luôn. Ủa? Đâu rồi ta? Đây. Rất là nhiều chỉ nha các bạn. Quá chừng chỉ luôn. Mình sẽ lấy hết luôn. Còn một mớ nữa nè. Rất là nhiều luôn. Quá xịn. Bên đây còn nữa không? Rồi, hết rồi. Thì mình sẽ tiến hành chế tạo mấy cái da kiểu này nha các bạn. Công thức nó sẽ là như thế này nè. Ta-la. Đó, được một mớ da rồi. Ta-la. Quá chừng luôn, mình sẽ bỏ thêm. Đó. Rồi. 33 miếng da. 33 miếng da là chúng ta được 4 cái ba lô bự rồi. Mình sẽ làm 3 cái ba lô bự và một cái ba lô vừa vừa thôi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành cho nó nấu lên đi. Rồi, thịt bò thì mình cũng đang chờ nấu luôn. Để xíu nữa chúng ta sẽ đi mai đó các bạn. Rồi, cái số da này thì mình sẽ cất lại thôi. Số da và chỉ này mình sẽ cất lại thôi. Quá đủ rồi. Đây, mấy cái tool này mình cũng đã sửa lại hết rồi. Trời ơi, nó gọi là tốn rất là nhiều kim cương và kinh nghiệm luôn. Mình phải đi qua mấy cái vùng Nether để mà đào Nether quốc. Cái đó là thạch anh địa ngục đó các bạn. Cái thứ mà làm ra cái này nè. Đào cái đó thì nó sẽ có nhiều kinh nghiệm cho chúng ta hơn. Đây, mình sẽ chuẩn bị hết tất cả luôn nha. Ây da, hình như mình thiếu mấy cobblestone rồi. Để mình lấy cobblestone ra nào. Đây, lấy theo một stack đi. Đó. Rồi, như đây là đủ rồi đó. Đủ chưa? Đó. Rồi. 8, 8, 8. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái quá trình đi mai cũng như là đi đào rất là nhiều thứ. Đầu tiên thì mình sẽ cần đi đào đất nè và đi đào cát để mà xây một cái chuồng tổng thể. Đó, các bạn thấy không? Đây mình đã quay sẵn luôn rồi, một cái chuồng như thế này. Đó. Chúng ta đã quay sẵn như thế này luôn rồi. Rất là tiện luôn. Ok. Thôi cái da nấu lâu quá vậy. Nên mình sẽ chia ra mấy cái lò khác đi cho nó nấu cho lẹ. Trong khi chờ mấy tấm da nó nấu xong thì mình sẽ đi lên trên tầng để mà tiến hành chế tạo một vài thứ nha. Mình sẽ tiến hành chế tạo. Ở đây chắc mình sẽ tạo thêm một cái cây một cái sẻng đi ha. Cái cấp thì chúng ta cũng vẫn chưa cần cho lắm. Mình sẽ tạo luôn một cái cây sẻng mới. Mình có nên tạo không ta? Thôi tạo một cây sẻng mới đi, hy vọng nó có efficiency. Hy vọng là vậy các bạn ơi. Hơi bị hao luôn nha. Rồi, hy vọng có efficiency. Ta-da. Oh, efficiency fortune luôn. Wow, hiểu vậy? Ôi, cũng được các bạn ơi. Đó. Mình chỉ tạo sẵn như vậy thôi. Nói chung thì mình chỉ sợ cái cây sẻn cũ á nó bị gãy. Đó, nên mới tạo cái sẻn mới này thôi. Ok, bây giờ đi xuống lấy da và tiến hành tạo mấy cái ba lô bự thôi các bạn ơi. Rồi. Tiến hành lấy da ra nào. À da đây nè, quá là nhiều da luôn. Đó. Quá đã. Còn nữa không? Có vẻ là hết rồi đó các bạn. Rồi, 33 miếng da. Ở đây thì mình sẽ tạo cái ba lô bự đầu tiên nha. Trước tiên để mình lấy hết mấy cái vật phẩm này ra cái đã. Đó. Rồi, bỏ nó vào đây. Đây. Đây là một cái Big Workbench bắt. Ba lô chế tạo bự. Rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần tạo như đây thôi, ba cái ba lô bự nữa là đủ. Ok, còn mấy cái ba lô nhỏ này mình sẽ cất nó lại nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi đào cát nữa nha các bạn. Đầu tiên đi đào cát trước cái đã. Trời ơi. Ok. Đi qua đây đào cát thôi nè. Đó. Wow, sẽ rất là cực đi.
mình sẽ đi đào cát và xíu nữa mình sẽ đi mai nè, để mà kiếm thêm kim cương. Chúng ta sẽ cần kim cương để mà tạo mấy cái cây diamond wand đó các bạn. Trời ơi, còn lắm luôn đó. Mấy cây diamond wand thì chúng ta sẽ xây nhanh hơn, còn mấy cây iron wand thì xây nó hơi bị chậm đó. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đã đào xong nha các bạn. Trời ơi, mới đào một xíu mà cái sẻn muốn hư rồi. Đó là lý do mình chuẩn bị một cái sẻn thứ hai đó. Ok. Me low.
Mình vừa đi mai về các bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ đi qua Nader nè, đi đào đất và đi đào cát rất là nhiều luôn rồi. Mình cũng vừa đi mai về đó, được một mớ khoáng sản các kiểu rồi nữa. Đâu rồi, sắt rồi tôi để đâu ta? Mới thấy đây mà. Đó, ấy da, mình bị kẹt nút ALT đó các bạn. Kẹt nút ALT nó sẽ hiện ra như vậy. Và mình may mắn đào được hai cái Scarab game nữa. Thế là chúng ta đã có được 3... tổng cộng là 5 cái Scarab game nha các bạn. Mình sẽ cố tích cái này. Cái này thì nó hiếm quá, nhờ cái mấy cái cúp này nè. Và nãy giờ thì mình ở bên Nether về rồi. Cái số kinh nghiệm của mình nó rất là khủng bố luôn. Tích ra thì nó cũng không khủng như lắm. Tại vì các bạn mà cường hóa một xíu á là nó hết ngay. Một lần cường hóa nó mất 30 level luôn. Đó, đâu có như phiên bản mới đâu, phiên bản cũ như vậy các bạn. Chán thật. Ok, rồi, thế là xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài và đi xây đồ thôi các bạn ơi. Trời ơi. À, và kim cương mình cũng đào được 23 cục gì đó. Đó, nó cũng đã lên được một mớ rồi nè. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi ra. À lộn, đi vô trong này. Đó, lấy thêm kim cương và mấy cái cây quan các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều đó. Hey, mấy cây wine thì sẽ còn rất là nhiều luôn chứ không phải là ít đâu. Đầu tiên thì mình sẽ lấy mấy cái đất này ra hết đi. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành đi ra lắp cái sàn trước nữa đã. Đi ra lắp cái sàn thôi. Đó. Ok. À còn một stack sắt nữa nè. Còn nữa không? Hết rồi các bạn ơi. Đó, quá xịn luôn. Ok, mình sẽ cho nấu cái số sắt này đi nha. Cho nấu cái số sắt này đi luôn. Rồi sẵn chúng ta sẽ chế tạo một mớ cái cây quan này cái đã. Hay phải cần khá là nhiều quan đây các bạn ơi. Mình sẽ tạo trước một 10 cây đi. Chúng ta sẽ cho xuống đây 3-4 cây. Cho nó hấp dẫn hơn. Ok.
Còn cái mấy cái xẻng này chắc mình sẽ cất vào luôn quá. Chấm ba cái xẻng sắt này mà, đâu có cần nữa đâu. Nó sẽ cất vào luôn nha. Đó. Ok. Các bạn thấy không, đồ đạc quá nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngủ một phát và sáng hôm sau chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái sàn ở đây nha các bạn. Ok.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái chuồng khủng long khổng lồ luôn nha các bạn. Trời ơi, bây giờ mình lắp xong hết rồi. Ủa, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Trời ơi, một cái diện tích kinh khủng thật. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây cái chuồng lên thôi. Trước tiên thì mình sẽ lên đây. Đó, mình sẽ lấy kiến ra cái đã. Chúng ta sẽ đi lấy kiến ra. Kiến thì mình có rất là nhiều thôi. Tôi sẽ lấy ra. Đó, và chi sổ các kiểu rồi nữa. Trời ơi, sẽ tốn rất là nhiều thời gian đây. Đó. Ok, mình sẽ tiếp tục cất vào đây. Ủa, các bạn thấy không, nhiều kiến quá chừng luôn. Rồi, một stack nữa nè. Đó, chúng ta sẽ lấy thêm. Ủa, hai cái rương này xong hết rồi hả? Nhanh quá vậy. Ok, bây giờ tới cái rương này nha các bạn. Các bạn thấy không, rất là nhiều luôn. Ôi ôi, kinh khủng chưa. Tiếp tục là cái rương này nha. Và mình còn phải chia sổ các kiểu con là điểu nữa. Ôi ôi, hey, sẽ tốn thời gian khá khá đây. Đó, rồi, chia sổ thôi các bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ đi ra đây luôn đi. Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt luôn. Lắp đặt cái hệ thống đây thôi. 72 thôi, đó. Các bạn thấy không, kinh khủng. Nãy giờ xây dựng thì mình không có bọc shader vô là chi để cho nó lắc. Đây thì mình sẽ dùng cái loại kiến đó chứ là kính cường lực. Ui, info class. Ô, cái gì vậy? Ô, Tegosaurus này tiếng nó cấn tấn công mình các bạn ơi. What the hell? Anh thấy gì không? What the hell, mình có làm gì nó đâu. Ai da. Rồi, con này làm mình sợ đấy. Đây là cái ba lô. Rồi, đây cái ba lô lại. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chia sổ nữa nha các bạn. Chia sổ nó thành reinforced glass nha. Đó. À, cái chuồng của mình thì nó diện tích là 200x200 hay là 300x200 mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thôi kệ, tới được bao nhiêu thì tới nha. Đó, rồi. Ok, may quá chỉ số nó cũng không có tốt nhiều gì lắm. Hay chúng ta sẽ phải đập cái ở trên đây ra nữa nè. Wow, có nhiều thứ phải làm đó các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ làm với cái bức tường trước mặt này đi. Đó. Cái này thì sẽ nhanh thôi. Các bạn coi cái bọn Stegosaurus của mình nè. Wow, con này chưa được thuần hóa. Con nào mà ây da, mình đánh con mẹ một phát mà mấy con nó chạy ra nó giấc mình nghe các bạn. Wow, rất là nhiều luôn. Mình sẽ giết tụi nó bớt chứ để quá nhiều rồi. Chúng ta sẽ không cần đâu. Quá nhiều rồi. Mày đi chết hết đi. Con này làm cái gì? Ây da. Mày đến làm cái gì tao? Nếu mà nó lì các bạn có thể dùng cái cây whip để mà đánh nó nha các bạn. À, nhìn nè, nó quá nhiều nha các bạn. Quá nhiều thì dứt nó thôi. À, bọn này bị lắc hay cái gì đó. Kinh quá, kinh quá. Kinh khủng quá. Đó là lý do chúng ta sẽ cần mở cái chuồng thò sớm. Ủa, nếu không là sẽ có chuyện lớn đó các bạn. Đây mình sẽ chỉnh. Ây da, mình lỡ đặt nhầm cái cục này rồi. Chúng ta sẽ đập lại thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục xây cái chuồng này nha các bạn. Chúng ta sẽ cố gắng xây cái chuồng này thôi. Ok, hẹn gặp các bạn khi mình đã xây xong nha.
Ok, thì sau một khoảng thời gian rất là dài luôn thì mình cũng đã hoàn thành xong cái khuôn viên cho bọn khủng long ăn cỏ rồi nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta đây mình thấy được cái ven nè, đó. Thấy được cái vạch của cái reinforced glass nè, đó, rất là đã luôn. Ở đây thì mình có làm cái cầu thang đi lên đây cho nó dễ nha các bạn. Ở đây mình dùng mấy cái đây là Densent. Đó, Densent. Mấy cái cát này thì nó cũng như là reinforced glass thôi, khủng long nó sẽ không phá hủy được. Rồi muốn vào đây chúng ta phải còn có hai cái cây đuốc nha các bạn, hai cái cây đuốc bằng redstone. Rồi mình sẽ cắm vào đây để cửa nó mở ra. Đập nó đi lại nè. Ủa cái gì đấy vậy, cái trái banh này đó, vô rồi xong đập nó ra thôi. Cứ như vậy. Còn đây là cái toy ball nha các bạn. Công thức chế tạo nó như thế này đây. Đó, rất là đơn giản luôn nha. Mình sẽ đi từ cái bon bình thường. Đâu rồi? Đây, white bon. Chúng ta có thể chế tạo được white bon. Nó rất là đơn giản thôi. Từ mấy cái loại wool nè. Và một cái slam bon. Hoặc là một cái cái reager mà chúng ta bị thất bại trong quá trình mà nhân bản ADN đó các bạn. Và bốn cọng chỉ. Rất là đơn giản luôn. Ở đây mình đã có tạo sẵn 30 cái rồi nè. Cái này chúng ta có thể dùng để cho bọn khủng long ăn cỏ hoặc là ăn thịt chơi nha các bạn. Đây mình đã cho hết tất cả là bảy loại khủng long ăn cỏ vào đây hết luôn rồi. Quá nhiều luôn, 7 loại hay 8 loại gì đó mình cũng không nhớ nữa. Quá nhiều. Trời ơi, đây mình sẽ tiến hành bón cho nó, bón bột xương cho chúng nó ăn thôi các bạn ơi. Đây là Pterygnosaurus. Nhìn nó xịn không. Rồi trước tiên thì mình cũng bón cho nó nhiều lên. Đó. Cái boy stone này chúng ta có thể đá đi được nè. Và khủng long nó cũng thích, rất là thích chơi cái này. Khi chơi cái này thì nó sẽ lên được cái điểm giống như là điểm happy các bạn, điểm vui vẻ đó. Đây mình sẽ đẩy tới mấy con khủng long này thử xem. Đó, cái con nhỏ đang tới mình rồi nè các bạn. Có chơi không? Con nhỏ này. Đó, nó chơi nè các bạn thấy không? Quá đã luôn. Và nó chơi thì đó, nó lên nè. This mob is happy. Quá xịn luôn. Nó cực kỳ vui vẻ luôn. Các bạn phải chế tạo với cái bon này nè, rồi cho khủng long chơi. Các bạn coi mấy con Pterygnosaurus nó chơi nè. Nó lấy tay nó quất đi nè các bạn. Quá sướng luôn. Đó là nó đang khá rất là vui vẻ luôn đó. Mình sẽ cho một quả nó đi, cho bọn này nó tha hồ chơi nha. Đó là xong một loài rồi. Rồi bên đây thì nó có Triceratops nha các bạn. Nó vì cái lượng glowstone rất là nhiều luôn. Nên các bạn nhìn cái bản đồ của mình nè. Trời ơi kinh khủng tuyệt. Đây Triceratops. Rồi bọn này nó cũng khoái chơi cái này lắm các bạn. Chúng ta cứ để đây thôi. Đó chúng nó. Đó lấy sừng hút đi nè. Trời ơi. Bạn thấy không? Rồi nó ham chơi lắm. Nó đang rất là vui nè. Chúng ta sẽ bón tiếp với cái này đi. Con này nó cũng tới đây nó chơi trái banh luôn nè. Pterygnosaurus và con Triceratops nó cũng vậy luôn. Quá đã. Chỗ nào mà trống thì chúng ta sẽ bón mấy cái này vào. Đó là hai loài rồi nha. Bên đây mình có mấy con Pachycephalosaurus. Nó đây. Đặt cái bon xuống. Tụi này có chơi không? Có biết chơi không? Sao nó không chơi vậy? Đó, nó tới nè các bạn. Chơi đi. Đấy, nó không chơi hả?
Mọi con này sao? Nó không khoái với cái bọn đó ta? Ủa? Sao kỳ vậy? What the hell? Để mình coi thử happy của nó là bao nhiêu rồi. Ồ, nó mới bình thường thôi các bạn ơi. Để mình đặt xuống một quả nữa đi, thử nó có chơi hay không. Oh, đây, nó chạy tới nó shoot. Oh, con này cũng vậy nè, nó chạy tới nó shoot. À, quá xịn luôn, đó, phải như vậy nè, nó mới tăng được điểm happy các bạn à. Cho chúng nó chơi vậy chứ. Bên đây là mấy con... Đây, con gì đây? Parasaurolophus. Nó cũng rất là khoái chơi banh nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó lấy đầu nó hút nè. Quá xịn luôn. Đây. Tụi nó chia ra. Mọi người ơi, làm tôi tưởng đi bị lạc. Mấy con Stegosaurus lúc đầu mình có rất là nhiều luôn. Nhưng mà về sau thì mình đã giết bớt rồi. Tại vì nó nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá luôn. Trời, nó cứ sinh sản hoài. Đây, cho mày trái banh mới nè. Trái banh cũ nó nằm ngoài đây rồi các bạn. Nó hút đi kìa. Bạn thấy không? Quá đã luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với những loài khủng long kế tiếp nha các bạn. Đây là mấy em Bachi đi. Ồ, Ankylosaurus. Đó, tụi nó cũng ở đây luôn nè các bạn. Đó. Đây, chúng ta sẽ cho mấy trái banh cho nó chơi nè. Con này nó cũng đang chơi với trái banh nè. Đó, đang khá là vui luôn. Để mình đá tới tụi nó nè. Cho tụi mày chơi nè con. Đó, nó tới rồi. Ồ, nó lấy đuôi nó quật các bạn ơi. Ôi ơi, quá dễ thương luôn. Rồi, cho con trái nó nha. Chồng trái nữa nè, chơi đi. Chơi hả? Các bạn đi nè. Đó, nó lấy đuôi nó quật đó các bạn. Quá xịn luôn. Rồi. Đây là mấy em Brachiosaurus. Brachiosaurus chứ, mình quên. Nó dậm để chế bạn nó nảy lên các bạn ơi. Vì kích thước nó quá to mà. Rồi, để mình cho nó con trái nó đi. Và nó có một cái trứng con luôn nè. Wow. Bọn này nó chơi rất là vui luôn nha. Đó, phải như vậy chứ. Đây mới là thực sự là cái công viên khủng long mà chúng ta hằng mong đợi các bạn. À, bên đây nó có mấy con Stegosaurus. Nhưng mà từ từ, để mình đi qua mấy con Rhyosaurus cái đã. Rồi, bọn này cũng khoái chơi banh lắm nè. Đó. Bọn này thì nó đá được, tại vì nó khá là nhỏ con các bạn ơi. Đó, thả banh ra cho nó đá thôi. Đá đi mấy đứa. Ủa, các bạn thấy không? Lì quá chừng luôn. Đá đi mấy đứa. Con này sao nó không chịu đá vậy? Đúng rồi, đá vậy chứ. Cho mày một trái nữa nè. Đó, phải như vậy. Nó tăng lên một khúc nữa các bạn. Hấp dẫn. Rồi. Bữa nay còn mấy con nữa nè. Mình sẽ cho mấy trái banh thêm để cho chúng nó mỗi con có một trái chơi. Đó, chơi đi mấy đứa. Đó, quá vui luôn. Rồi. Và bên đây là loài khủng long cuối cùng. Cũng là cái con khủng long đầu tiên mà mình hồi sinh. Đó chính là Stegosaurus nha các bạn. Đó, nhìn nó nè. Ở đây mình chỉ trừ lại 4 con thôi, 2 đực và 2 cái. Đây. Cho tụi nó banh là tụi nó phá hết nè. Đó. Tụi nó lấy đuôi để tụi nó quẩy đó các bạn. Trời ơi, quá trời lì luôn. Nào, cho trái banh nữa nè. Con này nó đang đẻ trứng các bạn ơi. Ủa? Mới thấy tụi nó trái tim gì mà. Bọn này chuẩn bị sinh sản nữa hả ta? Ăn ngày tới sinh sản thôi. Cho mày trái nữa nè con. Chơi đi. Mọi con này đang đứng dọc nước bạn ơi. Wow. Hấp dẫn. Chúng ta cũng có thể dùng mấy cái. Ủa? Con này được thuần phục rồi mà. Sao kỳ quá vậy? Con này nó bị lắc ở đây các bạn ơi. Để mình cho nó follow mình cái đã. Ui, nó đang bị lắc rồi các bạn ơi. Nó bị kẹt dưới nước hay là gì á. Nó đang bị lỗi chỗ này nè. Đẩy nó lên bờ mới được. Nó cứ hướng về ở đâu á. Trời ơi, bọn lì. Nó lì quá chừng luôn. Ở đây nó có trái banh. Trái banh rớt xuống nước, hàng chi. Chắc nó chơi làm rớt trái banh xuống nước rồi đó. Ngày tối cứ phá thôi. Cái hồ này thì mình làm mà không có sâu lắm các bạn ơi. Chỉ 2 ô thôi. Mình sợ mấy con Rhyosaurus nó. Trái banh rớt xuống nước thôi.
Vậy hình như con này nó tiếc cái banh các bạn à. Ok, sẽ lấy thêm một mớ banh nữa. Và bây giờ trời tối rồi, chúng nó bắt đầu ngủ rồi. Đây có con Brachiosaurus rồi. Hình như trái banh nó cũng rớt xuống nước rồi. Mỗi lần trái banh rớt xuống nước là tụi nó hay vậy các bạn. Để mình lấy cái đuốc rồi mình tìm cái đã. Trái banh đâu? À, các bạn coi mình đập trái banh phát là con này nó bình thường không? Con này nó yêu banh lắm. Đó, để mình cho một mớ banh ở đây luôn. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Từ từ. Trước tiên để mình cho cái quả trứng này vào cái chỗ ấm ấm cái đã. Đó, vào đây chỉ để xíu nó cho nó nở chứ. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã xây một cái chuồng tổng thể cho tất cả những em khủng long ăn cỏ luôn rồi đó các bạn. Quá là rộng luôn. Cái chuồng này nó sẽ còn dư khá là nhiều đây. Thì nếu thấy hay các bạn quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. I will let you